khu này xa hơn nhà mình khoảng chừng tiếng hồ mấy bạn. À, mình giới thiệu cho mấy bạn cái món ăn Việt Nam. Chỗ này có tên là Kiều Cơm Tấm đó mấy bạn. Mà món ăn cơm gia đình đó mấy bạn. Ba mẹ mình có lần qua Mỹ có tới đây ăn rồi. Bây giờ lâu lắm rồi tụi mình chưa tới ăn. Bây giờ tụi mình tới ăn lại cái món này. Mời mấy bạn cùng đi ăn với vợ chồng mình nha. Đi. Okay, yeah. Let's go. Đây là menu của nhà hàng đó mấy bạn. Mình kêu cái món này tại vì mình có hai vợ chồng thôi, mình sẽ kêu món này. Và lúc trước ba mẹ mình qua thì mình kêu cái này mấy bạn, bốn người, nhưng mà phần này ba người, bốn người ăn vẫn đủ nha mấy bạn, nhiều lắm. Nó có nhiều, cái này bốn người thì là 60 nhưng mà nhiều lắm mấy bạn, một cái phần của nó rất là nhiều. Ba mẹ mình ăn ở đây lắm mấy bạn, cái này ngon, rất vừa ăn. Đây là nem nướng mấy bạn, mình kêu một phần cơm gia đình với lại món nem nướng nữa mấy bạn, hấp dẫn quá. Cá kho tộ, gà luộc với lại gỏi mấy bạn, một còn món canh chua nữa. Đợi tí nha, quay lại mấy bạn nha. Mấy đồng mà vợ chồng mình đi ăn á,
ba mấy đồng là cái giá trung bình đó mấy bạn. Nhiều khi mình vô những cái nhà hàng mà Mỹ thì mình ăn nó mắc hơn chút, còn như nhà hàng Việt Nam thì không mắc lắm đâu, cỡ ba mấy đồng. Nay vợ chồng ăn no bụng luôn. Ăn nữa đi, có bốn cuốn nửa hai cuốn để mình múc cơm cho chồng mình ăn nha. Thank you.
luôn. Chùa mà đốc á mấy bạn, gia đình mình đi
trước cái cổng chùa có những cái món ăn gì là ăn cơm canh chùa hoa bò nữa, mấy bạn rất là ngon. Chùa Bà Châu Đốc đó mấy bạn. Không biết bây giờ còn ngon nhất mà xưa không? Mấy bạn vào clip sau để cho chồng mình ăn hết cái này. Để rồi